Những hình ảnh này đã ghi lại sự việc phóng viên Trần Quang Thế báo Tuổi Trẻ bị một nhóm người lao vào hành hung trong lúc đang tác nghiệp vụ tài xế tử vong dưới chân cầu Nhật Tân Hà Nội vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Còn đây là đoạn clip ngắn ghi lại hiện trường của phóng viên báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 bị một nhóm bảo vệ quay đánh, cướp điện thoại và máy quay tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ vào ngày 22 tháng 7 năm 2016. Hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của các đối tượng này đã cản trở, gây nguy hiểm cho phóng viên, vi phạm nghiêm trọng luật báo chí, gây bức xúc không chỉ trong đội ngũ những người làm báo mà còn trong dư luận xã hội. Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng theo dõi thì cũng biết rất nhiều các vụ việc liên quan đến việc hành hung nhà báo. Bản thân nhà báo là những người mà đi đăng tin đưa bài tìm ra những sự thật. Với cái việc tác nghiệp một mình thì nó tiềm ẩn rất nhiều những cái mối nguy hiểm. Ví dụ như là khi phải nhập vai vào một cái vai nào đó để có thể dễ dàng tiếp cận với đối tượng chẳng hạn. Nếu trong quá trình nhập vai mà mình sơ hở mà để lộ ra một cái gì đó mà mình không phải đúng đối tượng họ cần gặp thì là họ sẽ có thể sẵn sàng tấn công mình, đập phá các cái phương tiện ghi hình, thậm chí là có những hành vi bắt giữ cả quay phim hoặc là phóng viên nữa. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, luật báo chí sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đã được Quốc hội thông qua. Hai văn bản luật này là cơ sở giúp các nhà báo có thêm hành lang pháp lý an toàn, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ khi thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể tại khoản 12 điều 9 về các hành vi bị cấm. Luật báo chí quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm là đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Là có một số hành vi như uy hiếp nhà báo, phóng viên, hủy hoại cố ý làm hư hỏng phương tiện tài liệu hoạt động của báo chí phóng viên là có những cái dấu hiệu của tội phạm hình sự được quy định tại điều 103 Bộ luật hình sự về tội đe dọa giết người và điều 143 Bộ luật hình sự về hủy hoại làm hư hỏng tài sản của người khác. Nghị định 159 lại quy định những hành vi có dấu hiệu hình sự như vậy lại chỉ được là chỉ xử phạt hành chính. Nó làm cho cái vị thế của phóng viên, tác nghiệp phóng viên thì thấp hơn cả của công dân thường. Có thể thấy, pháp luật hiện hành đang có những quy định để bảo vệ về sức khỏe, tính mạng nhà báo. Tuy nhiên, việc áp dụng những điều luật này lại chưa thống nhất, khiến các đối tượng hành hung chưa bị xử lý đến nơi đến chốn và nhà báo không được bảo vệ đầy đủ như luật báo chí đã quy định. Và khi nhà báo không còn được bảo vệ, liệu chăng họ sẽ còn động lực đấu tranh với cái xấu, với cái tiêu cực?